đang đứng ở 716 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. Thì hôm nay mình sẽ ghé thăm chị Vũ Thu Phương để coi chị Thu Phương bán như thế nào. Và mình cũng rất tò mò tại vì chỉ mình cũng có xem nhiều clip của mấy anh chị YouTube. Thì thấy chị nói chuyện rất là hài hước, vui vẻ. Thì hôm nay mình muốn làm một video để coi chị nói chuyện vui như thế nào rồi nhé. Mình sẽ đến gần hơn để tiếp cận chị. Đây, đây là chị Vũ Thu Phương rồi nha. Rồi lấy từ đây nha Phương. Lấy rồi cũng qua cửa. Đây đây em nè. Rồi 1 2. Mình sẽ quay. Ủa anh nào lấy? Anh nào lấy trước á? Đợi chị làm công việc xong rồi mình sẽ hỏi chị mình rồi. 30 dạ. Cảm ơn anh nha. Ok anh, chúc anh vui vẻ nha. Có tiền nha, ủng hộ cái viên kia nha. 10 20 30 40 50 60 70 80. Đấy à. Để dưới bàn đi em, ai lựa cuối thì cứ để cuối, ai lựa đầu thì để đầu cho chị nha. Để chị biết chị sắp xếp nha. Vâng. Vui vẻ đi chị em mình đó. Vui vẻ không quạo. Trời ơi. Nhớ luôn kìa, con chị sáng đi qua sao. Rồi đó được rồi đó, nhưng mà phải kêu nước uống giùm em nha, tại vì bàn ghế của ba quán bên hông đó. Thương em thì mua nước uống ủng hộ đi, ủng hộ hai bên luôn đi. Vậy kêu dạ. Cũng được mà không kêu cũng không được hết. Đúng rồi đó, kêu ăn cũng được mà không ăn thì cũng không xong nha, phải ăn. Tại vì sao mình ăn mình vui vẻ mà mình giúp đỡ em, như giúp đỡ người kế bên luôn, để cho có người kiếm cơm, người kiếm cháo. Nói chị em mình vui vẻ đó, hai người đó. Chị Vũ Thu Hương ơi, chị có biết ba hai với ba đã có mặt bằng mới cho chị? Dạ biết rồi anh. Chị có dự định khi nào sẽ đến thăm hai chị không? Có khi nào mà giống như là chủ nhật em rảnh á, hay là mấy ngày mà em nghỉ không bán á, thì em sẽ ghé qua ba hai với ba để mà ăn ủng hộ. Tại vì chị em á, ai rảnh thì cứ qua người đó chứ không bắt buộc phải ai phải qua ai hết á, hiểu không? Yeah. Giống như em nghỉ em rảnh thì em có thời gian thì qua ba hai với ba, rồi em qua chị Cát Thi. Yeah. Rồi qua Tây Thi bắp nướng đó, ủng hộ đều đi. Chuẩn bị em cũng có dự định là đi qua bé Cà Tím á. Thấy bé nó cũng dễ thương, thấy hiền ghê á, bánh bèo á. Chị có muốn gửi lời chúc gì để cho chị bé hai bé ba không ạ? Thì qua cái kênh YouTube này chúc cho bé hai bé ba có được sức khỏe nè, có được chỗ bán mới, công việc ổn định hơn, còn khách cứ kéo nhiều đến ăn ủng hộ bé hai bé ba để mà có thêm thu nhập, để mà cho bé hai bé ba có động lực để mà ra những món ăn mới, hoặc là phục vụ bánh rán ngon hơn, rồi phục vụ gà bó xôi ngon hơn để mà phục vụ tất cả mọi người. Bởi vì người ta nói cá sống thì nhờ nước, còn chị em sống cộng đồng LGBT nói chung cũng như mấy người mà buôn bán nó riêng đó, thì cảm ơn tất cả mọi người. Cá sống thì nhờ nước, còn tụi em sống là nhờ tình thương của tất cả mọi người đó. Bởi vì mọi người ủng hộ chị em làm vui rồi đó mọi người ơi. Rồi cái phần này của ai đây? Cảm ơn chị nha. Ok, không có gì, vui vẻ mà. Tôi hết cái điện thoại vô luôn đó nha. Ồ, biết điều thì nước chảy hai chiều đó nha. Không biết điều tôi cúp nước cho khỏi tắm, nó quay cái gì mà sát vô cái khoảng cái lỗ mũi người ta. Ôi đẹp, lấy 10.000 lộn xộn đúng không? 10.000 lộn xộn cái chỗ bình nè. Nó chứ lấy 100.000 lộn xộn nha chứ. Ok. Ok liền, 10.000 là chuối. 100.000 là vui vẻ. Có tặng lễ mâm lý hải không vậy? Tết đi, Tết dòng lệ, tặng lập xưởng với lại nửa ký mâm lý hải là tùm la đó. Gói vé chứ lại tô phở, đập cảnh, đồ vui vẻ luôn nha. Tao ướt cái sầu khô. Ướt là vô trong hẻm nha. Sầu khô là ngoài đường, còn sầu me là vô trong chợ xào. Cười khóc vậy. Trời, tôi mới giống bà đó. Trời ơi. Nói chứ vui vẻ nha. Vui vẻ không hoài. Ok, chị em mình cái gì cái đi. Có kinh sáng là khoảng sáng đó. Ủa cái này của ai vậy? Ăn ngó đầy đủ không mà. Thấy phần của ai nhớ gì mà em nghe MBD tao quên lắm. Trời ơi. Trời ơi. Chết luôn. Đó, những anh chị em bạn bè nào mình coi kênh YouTube đó, mình rảnh thì mình phải ghé ủng hộ em nha. 716 Trần Hưng Đạo nha, phường 2, quận 5. Cá sống đâu có em cái gì em ạ. Thôi mấy đứa bạn ra mà. Rồi công việc của ai để làm, em đâu có nuôi nữa đâu anh. Nó rảnh thì nó ra nó phụ anh. Mướn em đi em làm. Trời ơi. Rồi giờ mình không có tiền trả, mình trả. Trả bằng cái khác. Trời ơi. Không bằng tình cảm mà. Xét cái gì chờ. Rồi đúng không.
buổi giờ tiền bạc gì nữa. Đúng rồi đó, anh là dễ thương nè. Lúc em bắn anh với cạc ubi 500 nha. Ướt mấy luôn. Ừ. Nó chịu ướt mấy luôn. Nó chuyện nó ướt quần đâu. Nó dễ ướt quần. Rồi số danh tắm thôi đây. Chị Thu Phương này chị có rất là tài mọi nha. Chị vừa bán và chị vừa có thể là giao lưu với mọi người. Tay chân thì chỉ làm rất là nhanh nhẹn rồi nhé. Đâu của em nó gì đẻ là đã vậy rồi. Tự nhiên không có gì giả nha, của em là xấu tự nhiên nha. Xấu nhất là lỗ mũi đúng không Thu Phương? Tuy mình không đẹp thì sao? Em không đẹp nhưng mà lên sân khấu em dẹp mấy con đẹp của anh bên. Ủa cái gì của Đủ Thu Phương nó trời xét gì vậy? Còn những anh chị em bạn bè là mình ở nhà đó, mình có chạy ngang qua đường Trường Văn Đạo, địa chỉ là 716 đó, mình có đi làm hoặc là đi chơi thì mình bắt luôn, ăn uống mình chạy luôn chứ má. Tôi chiên cho khét luôn á nha. Tôi cho ăn khét đó nha, tự nhiên chạy luôn nó bấm quẻ cho xì bánh xe đó. Nếu chứ mọi người thương em, mến tay mến chân em thì mọi người hãy tắp vô địa chỉ là 716, đối diện bệnh viện trung tâm chính thương chỉnh hình nè, mình đang ủng hộ em nha. Vui vẻ đi cái đó, cô chị sáng là con em sáng đó. Cái viên chiên rất là ngon luôn. Nóng hổi vừa nổi vừa ăn luôn. Hôm nay thời tiết rất là đẹp nha. Chiếu mưa. Ủa hôm nay thứ mấy tao thứ 6 không mà. Mưa tới giờ. Trời ơi. Trời ơi. Ông Thảo ba mẹ. Quỷ ma nói xui xẻo nó khùng nó điên. Trời ơi con cúng như ngày tháng 7 luôn. Khét luôn à. Nó khét luôn. Cái miệng nó mà quá trời. Tại sao không chạy? Chưa không có hứa. Đó, tự tử cho chị đi em. Cái này cái gì chị bức phê đó, anh bức chỗ nào, em bức chỗ nào thì em phê cho. Không trả lời hả? Vào cuối tuần chị Phương thì em thấy chị là người đi đặt sen đó, là cái đó là do chị thích xả tích của chị hay sao? Dạ xả chết vậy đó anh ơi, đi cho đỡ buồn, với lại cũng nóng cực lắm. Thấm là chính thôi, cho chậm nhìn trai là 10. Trời ơi, bị quá trời với trời. Mình sống mà phải để cho trai nhìn mình chứ sao mà nhìn trai. Trời ơi, ở đây tôi không đẹp nhưng mà được cái tôi là quay sát cái lỗ mũi người ta. Trời ơi, quá trẻ, cái này của ai nè. Rồi, dạy ngủ không em. Ủa cái lỗ mũi nhét cái này vô vừa không ta, vừa mà đúng không? Ui, cái này lụa xong rồi mình để vô mình trên bàn lên chiên luôn nha. Cái này không cảm nha Phương, đây ăn có mình à. Không có sao đâu, muốn ăn nhưng mà ăn 2.000 cũng bán nữa mọi người. Trời ơi, quá trời. Lớp đó nha em. Ok em đó, không cảm gì chị đi. Chị em mình vui vẻ đi, con chị sáng là con em sáng đó. Em cứ lừa hỏi mà. Ôi ôi, cảm ơn anh nha. Nếu chứ ai thương mến em thì mọi người hãy ra địa chỉ là 716 để ăn ủng hộ em. Cá sống là nhờ nước đó, còn em sống là nhờ tình thương của tất cả mọi người đó. Qua cái kênh YouTube này em cảm ơn những anh chị em, bạn bè, những cô dì, chú bác, cậu mợ, nội ông nội, nội ngoại hai bên đó, bên cô dâu, chú rể, bên đàn trai, đàn gái đó. Thời gian vừa qua mưa hay là không mưa, dịch hay là không dịch gì đó, vẫn ra để mà ủng hộ cái viên chiên em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Bởi vì mọi người thương mến em đó thì cứ hấp vô ăn ủng hộ em 716 vui vẻ rồi đó. Cái này có lấy ớt, cái này của ai vậy? Có này nè. Ớt kẻ chua đầy đủ. Kẻ nước miếng hay gì vậy? Nước miếng. Thấy tôi Phương đẹp gái quá, chạy nước miếng luôn tôi Phương rồi. Trời ơi. Trời ơi. Nè quay cái mông nè, quay cái mông nè. Đó. Gân ghê không? Cái bụng hơi ấy nha tôi Phương. Bụng hơi bự. Sao đâu, em lấy quá bé mà. Không được á, ngồi quay sát lên cái lỗ mũi kìa. Xui ghê. Hấp dẫn. Ủa bây giờ không mến tay mến chân, mến cái khác được chứ bắt buộc ta mến tay mến chân hoài vậy? Được, mến cái nào cũng được. Mến cái tính được không? Ôi ôi, cái ghét quá vậy trời. Bữa dạo này bị bơm hàng nhiều lắm hả Thương? Không có bơm hàng đâu, hôm qua bà đi bà sẵn đá hay rồi bà kêu họp 70 cái bà để yên, cái quay qua bên lại thấy bà mất tiêu rồi, má con tưởng bà vui á, bà vui không phải, tưởng là bà bị mộng du quá, bà vui rồi con quay qua không thấy má nó đâu quá tới giờ. Hôm qua bị thương thương bị bơm hàng, bị bơm hàng nó 70.000 mà cuối cùng cho mấy ảnh một lượt đăng ký, một lượt đăng ký, một lượt subscribe trên YouTube để mà giúp cho mấy anh YouTube có động lực để mà mình quay những clip tiếp theo đó mà phục vụ tất cả mọi người. Còn ai mà có thắc mắc hay là có muốn yêu cầu mấy anh YouTube quay ở đâu thì mọi người hãy comment bên dưới.
để bên YouTube biết và quay để mà phục vụ tất cả mọi người nha. Coi nhớ chia sẻ ủng hộ kênh YouTube cho anh ta. Thôi cầm điện thoại được, không có bị tai biến đâu mấy má. Bắt quẻ đó. Tôi nghe nói có ai tới review nhà mới mua của Phương hả? Nó nói lộn người rồi. Hôm bữa nhà mới là em nằm mơ, em mới em thấy em mua nhà chứ em chưa mua. Cái này của ai? Đây nè. Ở hoài chứ BD mau quên đó. Hải quan nhiều hơn? 20. 120 đúng không? Phải rồi. Chị Phương có thể cho em chụp một tấm hình không? Chưa phải rồi. Sẵn rồi cầm cái nào của chụp tôi đi chị. Cái này nữa tới đúng không Phương? Ở đây đâu còn hơi dài nha Phương. Trời ơi. Ở đây đủ quá. Em mới vừa nói tôi Phương là đâu hơi dài. Hai ngày mới cạo người. Cảm ơn nhiều nha. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem thì chị của tôi có gì nha. Thì hiện tại mình thấy đây là xúc xích. Cái này là gì em nhỉ? Cái này là bánh bao có cá hồi. À bánh bao cá hồi, cá viên chiên, rồi mực, mực, rồi đậu hũ rồi mọi người. Rất là nhiều thứ đó mọi người ơi. Đây, rất là hấp dẫn mọi người nha. Rồi đậu bắp, tôm. Đây có chả hải sản rồi nha, rồi chậu cua, rồi đậu hũ nhồi thịt, gà tím nhồi thịt. Đây rất hấp dẫn rồi nha. Mọi người thấy chị Thu của Thu Phương như thế nào mọi người ạ? Nếu mọi người thấy thích chị của Thu Phương thì hãy đến 716 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5 để ủng hộ cho chị nha mọi người nha. Chị cũng là một người trong cộng đồng LGBT mọi người nha. Thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Mọi người thấy video mình hay thì hãy like, đăng ký kênh để mình có thể làm nhiều video tiếp theo. Cảm ơn mọi người.